Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đối với lại với kênh mình. Thì trong video này mình sẽ làm video về hộ tống tổng thống. Đây, từ Nhà Trắng ra sân bay ha. Thì đây chúng ta gồm có một cái chiếc xe SUV. Bên trong có 4 người, đây là đội chuyên rà soát bom đồ này kia đó, đó. Dưới này thì chúng ta có hai chiếc limo. Trong này thì có một trong hai là ông sẽ trong một trong hai chiếc này, chung là mình để đánh lừa mấy thằng sát thủ ám sát á. Cuối cùng thì đây là một cái chiếc chống nói chung là bảo kê hết á, đó. Đó đây cảnh sát cơ động ha. Bảo kê hết toàn bộ luôn. Đó thì mình sẽ lái con xe đầu tiên này, con Toyota Camry, cảnh sát giao thông sẽ đi mở đường cho cái team này đi. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Từ từ. Ôi. Thằng quỷ xe trắng nó chảo quá ta. Ok đi thôi. Để mình đi chậm lại xem chờ cái đoạn xe này. Thì mình nói luôn là những cái video này lúc trước là đó, giờ những video mình làm này thì chung là chỉ mục đích chơi vui vì game, không có xúc phạm một bao nhỏ cái gì hết, nhưng mong mấy bạn là không có comment những cái đó. Thì đây á, thì nó mình sử dụng cái bọn này á, thực chất á là sử dụng cái script Bodyguard Squad, cho nên là nó không có được thật như cái kia. Lúc trước á, cái kia nó có một cái script gọi là VIP Protection á, thì cái đó nó giống như là cái này nó có 4 đoàn xe, nó cũng chạy theo mình. Tuy nhiên á, thì được cái là khi mà cái đoạn nó bị như thế này kia thì mình bấm nó reset được. Còn cái bọn này không có reset được, nó là chỉ cài đặt, mình chỉ cài đặt đích đến nó sẽ chạy đến thôi. Cho nên nhiều lúc nó không có được bọn này thì nhiều lúc nó ngáo ngáo, nó không có được tỉnh tỉnh cho lắm á, mấy bạn thông cảm đi. Xuống này chạy từ thôi, chạy nhanh quá mất công, nó đụng cái nó rớt thùng lum hết trơn. Ý con xe của mình kìa. Con xe mà thường đại tim vẫn ok. Từ bình tĩnh, mình mà không chặn đầu nó, mình không đi trước là nó dọc một cái là mỗi đứa tới nơi luôn. Suối này bật đèn để cho bọn này nó biết nó dừng lại. Yêu cầu chiếc xe phía trước di chuyển. Mình tắt đèn rồi, di chuyển đi. Ok, dừng lại mấy đứa. Rồi, ok. Đi. Hiện tại thì có một cái con xe trắng nó đang chen vô đoàn rồi. Thôi kệ đi. Giao thông ở đây nó. Rồi di chuyển đi. Nó di chuyển đi rồi mình bọn này nó mới đi được. Rồi ok. Rồi ok. Oh shit. Di chuyển ấy, cái xe mà đang phía trước di chuyển. Khi mà mình bật đèn ấy, thì bọn này mình bật còi, bọn này nó sẽ không chạy nữa, nó sẽ dừng lại. Rồi ok, xe kia nó tách được con xe trắng ra rồi. Đi từ từ thôi. Mình một thằng quỷ này ra đường đi từ từ này, từ có dừng xe đụng á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái và đi thẳng. Ê, từ 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 ok ok
Rồi. Cái gì đâu mà tách ra hết hai bên. Ê. Tỉnh 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 tỉnh. Ê, bình tĩnh bình tĩnh. Thì bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh. Ở đây là các bạn thấy là nó kẹt cái con xe này nè. Thì mình nghĩ là nó kẹt cái con xe, nó không có đi được. Đây. Sao nó không đi ta? Rồi nó đi rồi. Rồi nó đi rồi. Cái bọn này thì như nãy mình đã nói là nó ngáo ngáo, nó không có được bình thường cho lắm. Rồi bây giờ cuối cùng là cái con xe kia nó đi lên đầu luôn rồi. Bái xịt. Rồi đó, con limo nó tách ra nữa. Bất tính hại giùm cái đi mấy đứa ơi. Như là thôi mình nghĩ là hai con xe kia nó không có đi được, tại do nó bị kẹt xe. Còn hai con limo thì nó, con xe nó nhỏ cho nên đi được đi nè. Đó. Từ từ từ. Từ bây giờ bọn mày đi một hàng thẳng coi, đi cái gì đâu mà mỗi đứa một hàng ấy vậy. Bật đèn nữa đã. Rồi thằng quý này bây giờ nó kẹt xe rồi, nó chạy được rồi. giống như là ơi thật thật. Ở đâu cái nó biết lùi, nó cũng biết lùi. Đây ơi, thằng kia làm gì đó? Cái di chuyển. Nó bị kẹt cái con xe SUV bạc này rồi. Rồi nó mất tiêu rồi. The hell. Rồi và con cuối cùng vẫn bị kẹt. Rồi coi chúng ta nhập đàn lại rồi. Con xe này nó tính chạy nè, cho nó chạy đi. Đó mà bạn thấy nó không có chạy được. Ủa không có người hả? Vãi xịt. Mình tưởng đâu có người chứ, ai ngờ nó không có người. Phải dọn hết mấy con xe này nó mới đi được. Cái bọn này nó, nhiều lúc thì mình rất là ức chế cái bọn này. Ok, chúng ta sẽ quẹo ở khúc này. Này các bạn thấy đoàn xe nó hoạt động rất là ok ha. Hiện tại thì nó đã vào vị trí hết rồi. Vị trí ổn định như lúc đầu. Không còn mỗi đứa một hàng nữa. Chính đường. Ê, bạn thấy cái này nó loạn chưa? Trời ơi, con xe kia. Trời ơi, ê, từ từ bình tĩnh. Sao con xe nó chạy đâu vậy? Cái gì vậy? Con mày. Tao quýnh chết. Nó chạy mỗi đứa một đường luôn. Thằng quỷ xe xanh kia nó chạy đi đâu luôn rồi? Thì là làm sao cho nó nhập lại một cái đường nữa. À đó, ok, trời. Hồi nãy thằng kia nó muốn Maxi nó tắp ra rồi. Rồi, tắp vô lại, ok, tắp vô lại mấy đứa ơi. Tắp vô lại một hàng giùm nữa mấy đứa. Quỷ xe kia chắc nó đi đâu rồi á. Rồi, còn một chiếc nữa. Rồi ok. Còn cái thằng quỷ này nó chạy đâu, nó chạy lên cao tốc luôn rồi. Quỷ xe xanh này nó chạy lên cao tốc luôn rồi.
Nè, có phải chiếc này chiếc nào á, nó chạy ở đâu phía này nè. Mình cũng không biết nó nằm ở đâu luôn. Cái bà đi đây ở gần dưới, như nó dưới cái cầu à, này dưới cái cầu này nè, đâu dưới cầu này đây nè, vái xịt. Đời nào công nhận làm gì nó mất cái vui thiệt, nhưng mà vì ấy cái thằng kia đâu rồi? Ok, nó nơi cuối cùng rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Còn có cái chiếc xe limo nó cuối cùng, còn cái xe 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 mà bảo kê thì nó lại ở thứ ba, thứ tư chứ, tính thêm mình nữa là thứ tư. Đây mấy con xe này nó chạy sao mà chậm quá vậy? Như cái con xe này nó không có nghe hiệu lệnh, mấy con kia thì nó bật cái là nó nghe luôn, nó dừng lại hết đó. Còn cái thằng quỷ này nó chạy chạy chậm mà lại không nghe hiệu lệnh nữa, ai đùa nhau. Từ mấy đứa ơi, bọn này nó cái thằng này nó muốn 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 về đồn nữa mà. Nó xem biển số xe rồi, 67 cái gì á, 67 BE ấy không, DE 7200 đây nè, 67 DE 7200. Ok nhớ rồi, xíu về anh nên xử con này mới được. Này kia con chiếc cảnh sát giao thông nữa kìa, nó chạy chậm quá đi. Đâu đó, đâu đó. Ê đâu đó, đâu đó, đâu đi đường nào đây? Ủa đi đường này hả? Từ bảo vệ rồi, ok bảo vệ, ok hello bảo vệ, đây team sẽ đi đường này vô à. Ở chỗ nó hốt bảo vệ luôn kìa. Ơ xịt, ơ xịt, ơi ở nó bắn súng rồi. Trời ơi, cái bọn này nó rồi rồi xong, bắt đầu loạn rồi, loạn hết rồi, nó là bẹo sai đường rồi, nó loạn rồi. Nhưng bây giờ nó đang vòng ra hả? Ơi bắn nhau kìa, bắn nhau kìa. Ơi trời ơi, chết rồi mà, nó giết người nó không gớm tay luôn. Bây giờ bọn mày, bây giờ là bọn mày muốn quay đầu hả? Okay, quay đầu đi rồi, rồi đi vô, đi vô, đi vô, để mình chờ giúp cái thằng ngu này cái nè, ngu bà cố luôn, ngu thứ bà luôn á. Sao mà có đi bộ đây nữa? Sao mà nó chạy nó rã rã rớt rớt tùm lum hết trơn vậy? Nè hai chiếc kia nó vô đúng đường rồi kìa. Đây chiếc limo và chiếc xe cơ động ở cái cảnh sát mà chống bạo động đồ, nó đi đi rồi. Trời ơi, từ 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 từ, ok, đây chiếc limo này nó cũng đã vô vị trí. Vô đi, vô đi mấy đứa, vô đi mấy đứa, vô đi, đi vô đi, đi vô trong, đi vô trong rồi, đi vô trong rồi, vô trong đi, rồi đi vô trong, ok vô rồi, vô luôn, vô đi, vô đi, vô vô đi, vô đi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô sân bay. Đây thì hai chiếc kia nó đã đi qua bên đó, đây là cái chỗ mà sẽ đón tổng thống đi ha. Rồi sẽ vòng qua bên kia và vòng tới đó, tỉnh tỉnh rồi, qua đây ok. Và tới nơi thì là cũng 8 giờ rồi, mà trời trời sẽ xuống tối rồi đó. Rồi ok, chúng ta dừng đoàn ở đây. Đây bây giờ tất cả xuống xe hết ha, đây xuống xe hết rồi. Đây là cái đội mà
đợi gỡ bơm phá bơm được của tổng thống. Ơi con chó này đâu ai vậy, đi ra mày, trời con chó đi đi ra ra máy bay cán chết mày, bây giờ mày làm thịt đó. Thì đây là một trong hai xe này, là có một xe là tổng thống, đây một trong hai chiếc này tổng thống thì nói chung là đã được chuyển đi rồi, tại vì một trong hai chiếc này nó một chiếc tới trước. Thế là cái team SWAT đó, bên kia là các team của cảnh sát cơ động và cảnh sát 13 rồi đó. Rồi, ok, cảnh sát áo xanh nè, rồi áo vàng nè. À, bên này là thì có những cái chúng là cổ vũ. Bên kia là xe cấp cứu dành cho phòng trường hợp khẩn cấp. Rồi ok, thì video đến đây hết. Thì các bạn nhớ cho mình một like, một share, một subscribe, và đừng quên đăng ký kênh của mình và comment ở phía dưới nha. Mình sẽ trả lời các comment của các bạn. Ok, thì video mình tạm dừng ở đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.